Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thương mại điện tử xuyên biên giới, Trung Quốc làm trung chuyển ngành logistics. Theo báo Dân Trí, Trung Quốc đang tăng cường xây dựng các tổng kho quy mô lớn dọc biên giới, nhờ vào hàng loạt chính sách ưu đãi đặc biệt từ chính phủ dành cho thương mại điện tử xuyên biên giới. Chẳng hạn, một chiếc thắt lưng có giá chỉ 22.000 đồng khi đặt hàng từ gian hàng Trung Quốc trên sàn thương mại điện tử Shopee đã được vận chuyển nhanh chóng từ nhà bán đến kho quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc chỉ trong một ngày. Chỉ sau 12 tiếng, đơn hàng đã được giao tận nơi tại Hà Nội và đặc biệt, người mua hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Tốc độ vận chuyển thần tốc này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics, mà còn cho thấy sự chuyển mình của thương mại điện tử xuyên biên giới tại Trung Quốc. Chính phủ nước này đã triển khai chiến lược xây dựng hàng loạt tổng kho sát biên giới Việt Nam từ năm 2015, nhằm tăng cường khả năng phục vụ khách hàng. Các khu thí điểm thương mại điện tử xuyên biên giới liên tục được mở rộng và tích hợp nhiều tiện ích như kho bãi, khu livestream cùng hệ thống hậu cần hiện đại. Một ví dụ điển hình là khu công nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc ASEAN tại huyện Hà Khẩu, Vân Nam, với diện tích lên tới 660.000 m² và tổng đầu tư khoảng 3,68 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 525 triệu đô la Mỹ. Dự kiến là khu vực này sẽ kiểm tra tới 50.000 bưu kiện mỗi ngày, với tổng khối lượng giao dịch hàng năm dự kiến vượt 2 tỷ nhân dân tệ, 280 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, thành phố Côn Minh và Châu Tự Trị dân tộc Cáp Nê cũng đã phát triển thành những khu thí điểm thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa từ Trung Quốc vận chuyển đến các nước lân cận một cách nhanh chóng. Tại Đông Hương, Quảng Tây, khu thương mại biên giới đang được phát triển với mục tiêu trở thành trung tâm thương mại lớn nhất khu vực. Năm 2023, thành phố Nam Ninh ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 500 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Theo cổng thông tin điện tử Quảng Tây, Quảng Tây còn mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập 20 kho thương mại điện tử tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Thái Lan và Việt Nam, nhằm nâng cao hệ thống hậu cần thương mại điện tử xuyên biên giới. China Briefing đánh giá thương mại điện tử xuyên biên giới được xem là một giải pháp để doanh nghiệp mở rộng thị trường và tiếp cận nhiều khách hàng khác nhau tại nhiều quốc gia trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, Trung Quốc đã nổi lên như một thế lực thống trị trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong 5 năm qua, thương mại điện tử xuyên biên giới của nước này đã tăng trưởng hơn 10 lần, trở thành động lực thúc đẩy thương mại đối ngoại của quốc gia tỷ dân, theo Global Times. Năm 2022, quốc gia trên đã chứng tỏ vị thế dẫn đầu với giá trị xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới lần đầu vượt 2.000 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2023, sự tăng trưởng của lĩnh vực này tại Trung Quốc vẫn duy trì sự tăng trưởng. Bằng chứng là giá trị xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới tăng vọt lên 2.380 tỷ nhân dân tệ, 336 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm trước đó. Đáng chú ý là phân khúc xuất khẩu đã chứng kiến sự tăng trưởng đột biến 19,6%, vượt qua mức tăng 10,1% của năm 2022 và đạt tổng giá trị 1.830 tỷ nhân dân tệ, 258 tỷ đô la Mỹ. Đến quý 1 năm nay, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới đạt 577,6 tỷ nhân dân tệ, 81,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xuất khẩu đạt 448 tỷ nhân dân tệ, 63,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%. Thông qua các sàn thương mại điện tử, hàng hóa giá rẻ Trung Quốc có cơ hội đến nhanh hơn, rộng hơn với người tiêu dùng khắp thế giới, đặc biệt là quốc gia sát biên giới nước này. Thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc đã và đang làm trung chuyển hoạt động mua sắm trực tuyến trên toàn cầu. Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến cuối tháng 5, quốc gia tỷ dân này có hơn 120.000 doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới, hơn 1.000 khu công nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới. Các công ty Trung Quốc cũng đang sở hữu hơn 2.500 kho hàng ở nước ngoài với tổng diện tích 30 triệu mét vuông, trong đó hơn 1.800 kho hàng chuyên phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới với tổng diện tích 22 triệu mét vuông.
sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ vào hàng loạt chính sách ưu đãi đặc biệt của chính phủ và dịch vụ thanh toán ngày càng đa dạng. Trước hết, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách ưu đãi về thuế và cắt giảm các thủ tục hành chính đối với thương mại điện tử xuyên biên giới. Bên cạnh đó, việc kê khai thuế trực tuyến và thủ tục thông quan dễ dàng hơn đã giúp giảm chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã có kế hoạch thực hiện chương trình thí điểm về việc trả lại hàng hóa xuất nhập khẩu qua các khu vực hải quan. Điều này nhằm giải quyết các lo ngại liên quan đến việc trả hàng, tăng cường niềm tin giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đáng chú ý, quốc gia tỷ dân cũng tiếp tục phát triển các dịch vụ, các khu vực thí điểm tích hợp cho thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo đó, tại các khu vực này, hệ thống thanh toán, thủ tục thông quan, cơ sở hạ tầng hậu cần và kho bãi được đơn giản hóa các quy trình giao dịch và giảm thiểu chi phí liên quan. Đến năm 2023, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập 165 khu thí điểm, bao gồm 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố. Chính phủ cũng khuyến khích nâng cấp thêm khu vực này thành mô hình tích hợp các khu thí điểm thương mại điện tử xuyên biên giới và vành đai công nghiệp. Hồi tháng 5, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế Trung Quốc cũng ban hành quy định miễn thuế cho hàng hóa nhập cảnh do bị hoàn trả trong các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo đó, các hàng hóa thương mại điện tử bị hoàn trả sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Các khoản thuế xuất khẩu nộp tại thời điểm xuất khẩu cũng được hoàn lại. Theo China Daily, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường năng lực dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới và nâng cao chất lượng của các kho hàng ở nước ngoài. Cụ thể, Trung Quốc sẽ khuyến khích các công ty thương mại điện tử xuyên biên giới xây dựng mạng lưới bán hàng và trung tâm vận hành thương hiệu tại các thị trường nước ngoài, đồng thời tăng cường năng lực phát triển thương hiệu để mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu. Đến lượt Temu, Taobao đổ bộ thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Taobao và 1688 đang tạo ra một cơn sốt hàng giá rẻ tại Việt Nam, đẩy các doanh nghiệp Việt vào thế khó khăn chưa từng có. Nhiều người tiêu dùng Việt không còn băn khoăn về việc nên chọn hàng hóa từ đâu, mà câu hỏi đã chuyển thành vì sao không chọn hàng Trung Quốc, với giá rẻ hơn, tiện lợi hơn và dịch vụ giao hàng nhanh hơn. Điều này đẩy các doanh nghiệp Việt vào một cuộc khủng hoảng niềm tin từ chính người tiêu dùng trong nước. Chị Dương Thùy chia sẻ về trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có treo bảng tất cả sản phẩm 19K khiến tôi không thể cưỡng lại. Những món đồ như là tô sứ, đồ gia dụng và phụ kiện thời trang đều có mẫu mã đẹp và giá rẻ hơn nhiều so với hàng Việt tại siêu thị. Theo chị Thùy, hàng đồng giá ở đây được giới thiệu nhập số lượng lớn từ Trung Quốc nên mới có mức giá rẻ. Sự xuất hiện tràn lan của hàng Trung Quốc giá rẻ tại các cửa hàng đồng giá hay trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop khiến cho hàng Việt ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần. Chị Quỳnh Trân, nội trợ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từng mua một nồi cơm điện Việt Nam với giá 300.000 đồng, còn phải trả thêm 20.000 đồng phí ship. Trong khi đó, nồi cơm điện Trung Quốc tương tự chỉ có 180.000 đồng và được miễn phí ship. Chênh lệch giá quá lớn khiến chị Trân chọn hàng Trung Quốc. Với chính sách miễn phí vận chuyển, giao hàng nhanh, cho phép trả hàng trong vòng 90 ngày, kèm theo chương trình khuyến mãi lên đến 90%, Temu, một tân binh trong lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Thậm chí, nền tảng này cũng cập nhật giao diện hỗ trợ tiếng Việt trên trang web của mình, khiến việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn. Khách hàng chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể mua bất kỳ sản phẩm nào, từ đồ gia dụng đến thời trang, với mức giá vô cùng rẻ. Chị Quỳnh Vi, một khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng chị không thể cưỡng lại được các chương trình giảm giá lên đến 66% và thời gian giao hàng chỉ 4 đến 7 ngày. Việc vận chuyển từ Quảng Châu đến Việt Nam chủ yếu diễn ra qua đường bộ, khiến thời gian giao hàng của Temu nhanh hơn nhiều so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Philippines, nơi mà thời gian vận chuyển có thể kéo dài đến 5 đến 20 ngày. Không chỉ riêng Temu, các nền tảng bán hàng khác của Trung Quốc như Taobao và 1688 cũng đã cung cấp nguồn hàng sỉ lẻ được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.
Điều này khiến hàng hóa Trung Quốc hiện diện khắp nơi trên các sàn thương mại điện tử, cũng như tại các cửa hàng đồng giá ở Việt Nam. Sự xuất hiện và bành trướng của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như là Temu, Taobao và 1688 đang làm thay đổi diện mạo thị trường Việt Nam. Cuộc cạnh tranh không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, mà còn với những đối thủ quốc tế mạnh mẽ, có lợi thế về giá cả, hệ thống phân phối và chiến lược marketing. Trước khi Temu gia nhập, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài như Shopee, Lazada, TikTok. Cuộc cạnh tranh với giá khốc liệt kéo dài suốt 5 năm giữa các nền tảng thương mại điện tử đã đẩy các doanh nghiệp nội địa vào tình thế khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, nhiều doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ nhận định cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt và Trung Quốc trên thị trường thương mại điện tử không còn chỉ xoay quanh giá cả mà còn đòi hỏi sự thay đổi về chiến lược kinh doanh. Nếu không thích nghi kịp thời, các doanh nghiệp Việt sẽ bị đào thải khỏi thị trường khốc liệt này. Ông Nguyễn Ngọc Luận, tổng giám đốc công ty Meet More, một doanh nghiệp sản xuất cà phê tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đã gặp rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Sản phẩm của Meet More đơn cử một hộp cà phê giá 85.000 đồng, khi tính cả phí vận chuyển 20.000 đồng đã đẩy giá lên tới 105.000 đồng. Khách hàng đắn đo bởi hàng Trung Quốc tương tự vừa rẻ hơn lại được miễn phí giao hàng. Chúng tôi buộc phải giảm giá sản phẩm để có được ưu đãi này, nhưng càng giảm giá chúng tôi càng không có lợi nhuận, ông Luận nói. Cũng theo ông Luận, nhiều doanh nghiệp Việt đã nhận được lời mời hợp tác từ phía Trung Quốc với đề nghị đưa hàng hóa Việt Nam đến với các cửa khẩu để bán vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, khi tính toán chi phí vận chuyển và chiết khấu, lợi nhuận gần như không còn. Trong khi hàng Trung Quốc vào Việt Nam lại giữ được giá rẻ nhờ được trợ giá và hỗ trợ từ hệ thống vận chuyển. Các doanh nghiệp Việt không chỉ phải đối mặt với sự chênh lệch giá cả, mà còn bị áp lực bởi hệ thống logistics mạnh mẽ và dịch vụ phân phối vượt trội của Trung Quốc. Theo một số doanh nghiệp, không phải ngẫu nhiên mà người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng hàng Trung Quốc. Ngoài yếu tố giá rẻ, hàng Trung Quốc còn đánh trúng tâm lý mua nhanh, tiện lợi và giá phải chăng của người tiêu dùng hiện đại. Nhiều khách hàng thừa nhận họ lựa chọn hàng Trung Quốc không chỉ vì giá thấp hơn mà còn vì sự tiện lợi trong việc mua sắm, một doanh nghiệp sản xuất hàng gia dụng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.